Tử Vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu 2021. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy. Nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Canh Tuất mệnh Thoa Xuyến Kim thường có tính cách thanh cao, khác hẳn những người bình thường. Từ họ luôn toát ra một khí chất cao quý, sang trọng. Vì tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, mệnh Thoa Xuyến Kim ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Bởi giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Bên cạnh đó, cách tư duy, hành động của tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách suy nghĩ và hành động quân tử của họ. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Canh Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của tuổi Canh Tuất trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tử vi nửa cuối năm 2021 dự báo các bác tuổi Canh Tuất vì chịu tác động của cục diện tình hình nên vận trình thời gian này khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Các mối quan hệ với anh em và bạn bè không được hòa thuận, sẽ bị lôi kéo, lợi dụng, khiến tiền bạc hao mòn. Ngoài ra, họa thị phi trong thời điểm này khá lớn, các bác cần chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối không đáng. Nếu không may xảy ra, sẽ có cả kiện tụng pháp luật. Điều này đặc biệt gây bất lợi cho công việc và lộ trình thăng tiến của gia chủ. Tình trạng sức khỏe của tuổi Canh Tuất trong thời điểm này cũng có dấu hiệu bất ổn, sẽ bị thương tổn thân thể. Bên cạnh đó, người xưa thường nói, mỗi năm khi tương trùng cùng với sao Thái Tuế thì con giáp đó ắt sẽ có những khó khăn không thể tránh khỏi. Trong năm phạm Thái Tuế, gia chủ dễ gặp phải nhiều điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc tổn hao. Vì vậy, để có thể hóa giải được vận hạn của mình, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình một thẻ kim bài Thái Tuế. Kim bài Thái Tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù Thái Tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm Thái Tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn hung tinh từ các bác, có thể gặp được nhiều may mắn, thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Canh Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Theo tử vi của các bác tuổi Canh Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 có cho thấy, các bác do gặp cục diện xấu lại có nhiều hung tinh tác động, phương diện sự nghiệp của các bác trong thời gian này khó có đột phá. Công việc nhiều trở ngại, khó khăn, các bác phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối, nhưng chưa chắc hiệu quả đã được như mong muốn.
sức cạnh tranh trong thời gian này cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ. Hơn nữa, mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp sẽ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp, thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên, dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán. Do đó, để tránh những rắc rối, các bác cần làm việc có đầu, có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục công việc của các bác tránh dục tốc bất đạt, vội vàng sẽ dẫn đến sai sót, không có cơ hội cho sự phát triển lâu dài. Các bác cũng nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích trong tương lai. Vậy nên trong thời điểm này, các chuyên gia phong thủy còn khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình phá khí, phong thủy, tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho các bác. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hanh thông và phát triển hơn. Đặc biệt, giúp cho quan hệ công việc của các bác dần tốt đẹp, tâm trạng cũng vì thế mà bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong 6 tháng cuối năm, các bác tuổi Canh Tuất có ít các tinh chiếu mệnh mà vừa phải đương đầu thái tuế, lại vừa bị kiếp tài kìm hãm. Cho nên có điểm báo phá tài khá nặng nề hoặc mất tiền vì người khác. Thời gian này cũng không phải thời điểm thích hợp để các bác tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó, trước khi dốc tiền đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, các bác tuổi Canh Tuất cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Các bác chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời xu nịnh, sổ sổ của người khác mà tiền mất, tật mang, thậm chí còn ảnh hưởng tới tài chính, đe dọa hạnh phúc của gia đình, chính bản thân các bác. Để có thể hóa giải cục diện xấu do thái tuế và kiếp tài, thì các chuyên gia phong thủy khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh, vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm, giàn đạo. Tử vi cho thấy rằng thời điểm nửa cuối năm vận đào hoa của các bác tuổi Canh Tuất khá ảm đạm, nhân duyên không vượng. Đã vậy, còn vấp phải hình thái tuế, nên vận trình tình cảm nhiều rối ren, dạn nứt. Vợ chồng sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của các bác tuổi Canh Tuất. Tình hình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên, khiến không khí gia đình ảm đạm, tạo tác động tiêu cực lên tâm lý của con cháu. Với những bác còn đang độc thân hoặc đang sống một mình, các bác khó có cơ hội gặp được người phù hợp hoặc thậm chí đã gặp được nhưng cơ hội thành công không lớn. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Về mặt sức khỏe. Sức khỏe của các bác tuổi Canh Tuất trong nửa cuối năm 2021 có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Các bác chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã, gây tổn thương xương cốt khó lành. Đồng thời, các bác hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, tránh xúc động mạnh gây ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh và tim mạch. Để hóa giải được tác động của hình thái tuế, thì các bác tuổi Canh Tuất hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh, hóa giải vận hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của các bác trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Canh Tuất suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Canh Tuất trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất,
là tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn, nhưng các bác tuổi Canh Tuất có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện tốt, hung tinh chiếu mệnh từ tháng trước vẫn ảnh hưởng sang cả tháng này. Đặc biệt trong tháng cô hồn, các bác nên chú ý đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tử hại mang điềm báo tiểu nhân khiến vận trình tháng 8 của các bác tuổi Canh Tuất cảm thấy diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Cho nên trong thời gian này, các bác cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực, kẻo tự rước thêm kẻ thù. Hơn nữa, thường ngày các bác cũng là người có kỹ năng quản lý tài chính, nhưng lại sẽ mắc tật chủ quan, cứ tặc lưỡi là rút hầu bao không suy nghĩ, nên khó tránh khỏi sai lầm. Đặc biệt, tháng này lại có hiện tượng phá tài, cho nên các bác cần giữ túi tiền thật chặt. Tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, các bác tuổi Canh Tuất cần hết sức chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Bởi cục diện hình thái tuế khiến tinh khí thất thường, sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí ẩu đả với người khác. Do đó, các bác cần kiểm soát cảm xúc bản thân, nếu không, người bị thương cuối cùng sẽ là mình. Hơn nữa, trạng thái tinh thần sa sút trong tháng cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt cuộc sống của các bác. Thái độ làm việc uể oải, không hăng hái nên chất lượng khó đạt được yêu cầu. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Nhìn chung đây là tháng khá yên ổn, các bác tuổi Canh Tuất sẽ không phải lo lắng nhiều, công việc tiến hành đều đặn. Khi đi đến kết quả cuối cùng, đôi khi kết quả chưa thực sự ưng ý, nhưng các bác cũng không quá khắt khe nên tự nhủ lần sau cố gắng hơn là được. Ngoài ra, thách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Các bác hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới và giúp các bác có được sự đột phá trong sự nghiệp. Các bác cũng sẽ thấy trong tháng mình có nhiều tham vọng, làm việc gì cũng chủ động. Mặc dù quá trình này có thể sẽ khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng bù lại, năng lực của các bác không ngừng được cải thiện. Tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của các bác tuổi Canh Tuất trong tháng này có dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa và có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên dưới nhiệt tình tương trợ bác khi cần. Tuy nhiên, tài vận trong tháng không khởi sắc, nhu cầu chi tiêu lại tăng lên. Việc chi tiêu tiền diễn ra thường xuyên dù mục đích không phải lúc nào cũng thật sự cần thiết. Cộng thêm thói quen mua sắm đồ vô tội vạ chỉ khiến các bác tự gây ra áp lực kinh tế cho chính mình. Tử vi tháng 12 âm lịch, vận trình tổng thể của các bác tuổi Canh Tuất tương đối ổn định trong tháng cuối năm. Sau cả một năm cố gắng vừa qua, thời điểm này các bác cũng có thể được tận hưởng thành quả nỗ lực từ trước đó của mình. Công việc tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, thời điểm năm hết Tết đến, vì quá bận rộn về khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Các bác phải làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc sai lầm. Tài chính trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu nhờ khoản lương thưởng do sự chăm chỉ và cố gắng của các bác trong cả năm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu phần hạn của các bác tuổi Canh Tuất trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn. Trong thời điểm 6 tháng cuối năm Tân Sửu, các bác tuổi Canh Tuất sẽ bị sao kế đô chiếu mệnh. Bởi sao kế đô chiếu mạng thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn sầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 3 âm lịch. Trong thời gian này, bác gái tuổi Canh Tuất may mắn hơn khi được sao Thái Dương chiếu mệnh. Bảy Thái Dương như ánh mặt trời mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, mạnh mẽ, may mắn trong việc buôn bán. Ngoài ra, các bác nên chú ý đến hạn địa võng trong thời gian này. Hạn địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất.
Hạn này, còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói, kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, các bác cần cẩn trọng trong mối quan hệ, chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ dở giữa chừng. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Canh Tuất trong thời gian này gồm có sao Thiên Đức mang quý nhân phù trợ, còn có kình dương và quả tú gây cô khắc về mặt cảm xúc, đề phòng tai nạn bất ngờ. Cung tam hợp thì có các can linh Thiên Việt, Thiên Khôi, Hồng Loan, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Trù báo hiệu vận may quý nhân tương trợ, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống. Còn có hung tinh cô thần, thiên không, kiếp sát, hồi khí, tử phù gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao tuần, triệt, quán sách, cản trở khá nhiều công việc và phương diện khác. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy, luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.